Xin chào quý vị và các bạn. Một cái câu hỏi đặt ra là cái đồng coin nào là đồng coin đầu tiên trên thế giới này có thể khai thác được bằng điện thoại. Thì xin thưa với các bạn rằng các bạn có thể sử dụng các cái công cụ tìm kiếm cũng như là các cái công cụ AI hiện nay. Thì câu trả lời đều đổ ra cái kết quả là dự án P-Network. Vậy dự án P-Network là gì? Chúng ta cùng làm rõ qua cái bài phân tích hôm nay nhé. P-Network là một cái dự án tiền điện tử mới mẻ và đầy tiềm năng, được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học máy tính từ Đại học Stanford. P-Network cho phép bạn khai thác P-Coin, một loại tiền điện tử mới, bằng cách sử dụng điện thoại thông minh của bạn mà không cần đến phần cứng đắt tiền hay là tiêu tốn nhiều điện năng. Bạn chỉ cần tải ứng dụng P-Network về điện thoại của bạn và nhấn vào cái biểu tượng tia sét để khai thác mỗi 24 giờ, bạn sẽ kiếm được P-Coin miễn phí. Việc bạn sử dụng điện thoại di động của bạn để khai thác P-Coin không làm tiêu tốn điện năng của điện thoại di động của các bạn, nó không phải là một ứng dụng chạy ngầm. Vậy P-Network có gì đặc biệt? P-Coin là một loại tiền điện tử phi tập trung, an toàn và minh bạch, dựa trên thuật toán là Federated Byrathian Arrangement, viết tắt là FBA. FBA là một thuật toán đồng thuận mới được thiết kế để giải quyết các cái vấn đề của thuật toán truyền thống như là Proof of Work, viết tắt là POW, hay là Proof of Stake, viết tắt là POS. FBA cho phép P-Network duy trì một mạng lưới khai thác P-Coin bao gồm hàng triệu người dùng mà không cần đến các cái máy chủ trung gian hay các cái thiết bị đặc biệt. FBA cũng giúp P-Network đạt được cái tính an toàn cao, bởi vì để tấn công mạng lưới, kẻ xấu phải kiểm soát được hơn 50% số lượng người dùng hoặc các cái nhóm người dùng tin cậy. Việc này thì rất là khó xảy ra. P-Network không chỉ là một dự án tiền điện tử mà còn là một nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung, hay còn gọi là DApp. P-Network mong muốn xây dựng một thế giới mà mọi người có thể sử dụng và chia sẻ các cái giá trị kỹ thuật số một cách tự do và công bằng mà không bị kiểm soát hay thao túng bởi các bên thứ ba. P-Network cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ và nguồn lực để tạo ra các DApp trên nền tảng của P-Network và cho phép người dùng truy cập và sử dụng các DApp đó bằng ứng dụng P-Network trên điện thoại của họ. Một số ví dụ về các DApp có thể được xây dựng trên P-Network là các ứng dụng về thanh toán, về giao dịch, về chia sẻ, về phiếu bầu, về xã hội, về trò chơi, giáo dục y tế và rất rất nhiều thứ nữa. P-Network đã đi qua cái giai đoạn thử nghiệm, hiện đang ở giai đoạn mạng mở nhưng ở chế độ mở hạn chế. Một nhóm nhỏ những người đào Pi tiên phong đã có thể trao đổi hàng hóa dịch vụ với P-Coin. Trong tương lai không xa, P-Coin sẽ có thể được giao dịch trên các sàn tiền điện tử hoặc được sử dụng để mua bán hàng hóa dịch vụ trên chính các DApp của P-Network tạo lập ra. Hiện tại, P-Coin không có giá thị trường nhưng có thể tăng giá trị trong tương lai tùy thuộc vào sự phát triển và phổ biến của P-Network. Bạn có thể tham gia P-Network ngay bây giờ bằng cách tải ứng dụng P-Network về điện thoại của bạn trên hai cái nền tảng hệ điều hành chính của điện thoại di động đang sử dụng phổ biến hiện nay, đó là Android và iOS. Và các bạn có thể sử dụng cái mã giới thiệu của tôi Hoàng Minh Thắng 88 để nhận được P-Coin miễn phí. Qua những cái thông tin ở trên, bạn có thể hiểu về P-Network chưa? Bạn có quan tâm đến P-Network hay không? Bạn có muốn tham gia khai thác P-Coin không? Hãy để lại bình luận của bạn dưới video này hoặc đưa ra các cái quan điểm cá nhân của bạn về dự án P-Network. Rất mong nhận được sự phản hồi của các bạn.